Tổng quan tử vi tuổi Thìn năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024 sẽ là một năm vô cùng trắc trở với những người tuổi Thìn do bạn vừa dính hạn tam tai lại vừa gặp trực thái tuế. Bạn nên ở ẩn, không nên đặt ra quá nhiều mục tiêu hay kỳ vọng lớn bởi nó sẽ càng khiến cho bạn cảm thấy áp lực rồi thất vọng. Về sự nghiệp, dưới ảnh hưởng của sao thái tuế, tình hình công việc của người tuổi Thìn trong năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn và áp lực, nhưng bạn vẫn sẽ đạt được kha khá thành tựu. Nếu như bạn đang kinh doanh hoặc buôn bán, doanh nghiệp của bạn sẽ gặp nhiều rắc rối trong việc vận hành. May mắn là xung quanh có rất nhiều bạn bè và tiền bối có thể hỗ trợ đem lại lợi ích cho bạn. Với những người đang làm công ăn lương, bạn có thể tìm được công việc tốt nếu như sắp nghỉ việc hoặc đang thất nghiệp. Khả năng thăng tiến ở chỗ làm hiện tại cũng rất cao, hãy chăm chỉ làm việc, tập trung trau dồi và thể hiện năng lực với cấp trên. Về tài chính, bạn có thể sẽ bị hao hụt khá nhiều do gia đình, nhất là liên quan tới vấn đề bệnh tật, chấn thương. Do đó, bạn cần phải tiết kiệm chi tiêu để phòng trường hợp bất trắc. Với những người đang làm công ăn lương, thu nhập của bạn có khả năng tăng trưởng nhờ công việc phát triển. Còn với dân kinh doanh làm ăn, bạn cũng sẽ thu về được lãi lớn. Tuy nhiên, vẫn lưu ý là không lao vào những thương vụ đầu tư mạo hiểm. Về tình cảm, chuyện tình cảm là phương diện tệ nhất của bạn trong năm 2024. Nếu như còn đang độc thân, bạn có thể gặp được nhiều người khác giới tiềm năng, nhưng kết cục thì vẫn chẳng khá hơn chút nào. Còn với những người đang trong mối quan hệ hoặc đã kết hôn, người thứ ba có thể xuất hiện và tan cuộc tình hiện tại của bạn. Bạn cần tiết chế tính nóng nảy và thích kiểm soát của mình lại, học cách bao dung và cùng nửa kia trò chuyện thay vì cãi vã rồi sẽ xa nhau mãi mãi. Về sức khỏe của bạn trong năm 2024 nhìn chung là không tốt. Bạn có thể gặp phải chấn thương hoặc có thể bị bệnh tật nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tính mạng. Do đó, bạn không được chủ quan nên đi thăm khám bác sĩ thường xuyên để có thể chẩn đoán kịp thời. Màu sắc may mắn của người tuổi Thìn trong năm Thìn là màu đỏ, con số may mắn là số 8.